bà này bữa hổm mình nói chuyện hết bữa rồi mà có nói chưa? có nói vụ căn cơ đều vụ xa xa dữ lắm. Bà này tên gì bữa hổm nói là bữa nhầm nói đâu bà nói bà đâu ngoài cứ bằng ngoài Hà Nội hả? Không Hóc Môn ngoài phố á. Nhìn là biết bác ăn gì không? Biết chỉ bữa cái gì không? Nói ăn rồi mà cái gì có nói gì làm rồi ăn nọc rồi. Mà cái bữa mà ông nói nghe cái bữa mà nói cái bữa đó nhưng mà nói nghe làm gì đó. Cái gì làm có nói ổ. Vậy hả? Bà nói vụ Ngọc Hoàng nói cái vụ mẫu đồ bà nói cũng như bà nói. Thấy hết á. Vậy hả? Ừ, nhớ rượu. Vậy hả? Bởi tôi nói nãy cho chói mắt quá. Đi ngoài thì không thấy. Bên nay bởi Dương ẩm gì đâu. Nay bởi Dương nghĩ gì đâu. Em không biết gì hết, chị nói cho nghe đi. Tôi biết nói tiếng Thiên đó nè, chị chăm tiếng Thiên cho Nhi trả lời luôn đi chị. Biết tiếng Thiên luôn á. Có cái trực giác của bà nói, cái tâm linh bà nói. Chứ ý bà nói bình thường không biết, ý bà nói tâm linh bà biết. Biết rồi. Cũng như người ta dạy bằng cái tâm linh chứ người ta không có cho bà nói trong miệng. Bình thường không có nói trong miệng đâu. Bình thường nhưng mà có cái gì có biết tới mà trong cái bên bả có cái gì bả có cái thông bên cái lỗ tai này mà có cái thông cái thông nhãn thông nhĩ rồi đó thông bên lỗ tai ta biết đi đâu có chuyện gì ta biết biết rồi bả có cái chuyện gì cũng như bả có cái thông bên lỗ tai này nè ý như nói bả có cái thông bên lỗ tai này nè có chuyện này ta biết tới có biết chị này là bên căn nào không? Tôi không tôi nói làm đồ cái gì tôi nói làm tôi không có chịu nhai lợi cái gì tôi nói làm nọc à vậy hả? Ừ để tôi nói đồ đẹp dữ lắm luôn mà người ta không người ta không cho nói hay gì ừ đồ đã tôi nói tôi diễn tả không biết sao diễn tả không biết tôi lấy một đậu vô trên đầu luôn lấy cái mão chắc đậu chắc để em cho bà ý kệ ý bà muốn nghe nè em nghe lại chắc. Diễn tả đầu dụng cụ của bà tôi không biết sao tôi diễn tả nó bự khó diễn tả lắm hay gì nhỉ để dâu diễn tả bên này nè mà có cái gì là có tới biết chứ gì bà có cái ủ cải kỳ giống không tôi nói chứ mà không có nói được mà được bên này làm đó cái biết sao nó cười luôn mà đồ đạc của bà cái tôi nói không biết sao diễn tả luôn vậy hả? Mà bà có bên này làm đó luôn nha nhưng mà mình cái gì mà mình cầm mình chặt nó bên với cái mặt bà cha nó bé bé nhỏ nó mới được nói ngồi với bà trà đâm nữa chạy đi cho bé bé mới nhỏ vậy coi khai khai căn cơ của chị này luôn đi không không cho hả nhà tôi chủ tôi bộ bà ở đâu bà nói cho tôi ở Hóc Môn tính lên đây nè tính lên nhà của Nhi nè ba bà nói bà nói bà ở dưới Xuyên huyện Xuyên gần bên ờ kế bên nè để tôi nói để tôi nói hồi nào giờ tôi ít có cho xuống khỏi tôi cho ai không để hỏi mông cờ xuống vô á ừ không có chị có xuống khỏi không chị cho em nói gì đấy thì anh chúc nó đi rồi Nhi cho số cho ừ, giúp lên gặp Nhi nè để cho tiền xài nữa dưới ấy tôi có bình quà thì gần đây xuyên đây
Vậy là bà đi móc môn, cái này bà đương đâu á? Thì bây giờ em đang làm ở Bến Tre. Dưới thành phố Bến Tre. Ờ, khi nào em về á, thì em sẽ gặp chị, hoặc là em sẽ tách tiếng chị gặp em, hoặc là bây giờ chị xuống Bến Tre không? Không, không biết gì. Bến Tre không có, công chuyện có mấy ông thần nông thần đất dưới, mất của tôi. Bên kia quản lý hết hả? Biết đây đó, biết Bến Tre có ai quản không? À, ai quản gì? Bến Tre của bà Năm Chèo với ông Lương Y Lại Quắc với ông Nguyễn Trãi, ông Thần Nông, ông Tư Dừa dưới. Dạ. Ba bốn ông dưới của đây. Như ông ở dưới. Nhi đi xuống dưới không được phải không? Của Thần Nông đủ dưới. Quá nhiều dưới ha. Ông Đậu Dừa bên Chèo Du Minh Mặn á. Ở dưới. Còn cái cửa biển Thành Phú là của ông của ông cậu Thắng, là ông đóng về bên Mẫu á. Ông cậu Thắng ông đỡ quý ông mình ở quý bà dưới. Vậy. Dưới cái ông độc lạ đầu gối nữa, ở dưới có ông độc lạ đầu gối nữa. Vậy có nữa. Cái ông đầu gối mà ông quay á, ông ở dưới đó. Dạ, cái ông đầu đánh á. Ừ, ông đầu gối đó. Đầu đánh phải không? Ừ. Ông ở Bến Tre nó ghê lắm á. Thành Phú nữa đó. Biển cửa biển Thành Phú á. Ta nói ông làm thầy dày không phải? Không có có đâu. Dạ. Mấy ông vị thần xà thần thục á. Không dám nói. Đâu bà nói là cái cơ của cha, cái cơ của cha em không biết gì. Đâu bà nói nghe coi. Là cái cơ của cha xuống ở trên đầu em á. Cho em biết rằng là năm nay á, là em năm nay không có được tiền lộ. Ta không có cho nó. Nhưng mà qua năm á, cái cơ của cha là qua năm á, từ nửa năm sau trở về cuối năm sau tới đó, là cái gì đó là ai đó muốn biết. Nói là cái nó năm sau đó, là từ nửa năm sau trở về sau đó, là mỗi chuyện sẽ được ổn. Nửa năm sau, nếu mà nửa năm sau đổ về sau đó ông Tấp. Nếu mà nửa năm tới đổ về sau mà của ông vui vẻ, ông thủ địa, ông ở dưới, ở trên thì nói bên Mẫu thì nói ông Phật Giặc. Còn ở dưới trần này mình nói kêu bằng, ở dưới trần này mình nói kêu bằng địa đó ông Tấp. Qua nửa năm sau là của ông Duy Hạc, cha Duy Hạc, Đức Quốc Tổ Duy Hạc. Dạ, chú thấy hả? Ừ, qua nửa năm sau tới á. Mà tới là bình an chứ không có cái khổ não như cái năm nay, bởi không cho bà nói á. Nhưng là chú thấy là cho cái vị này làm việc luôn phải không? Ừ, không có cho bà nói. Bây giờ khổ, bây giờ nếu... Mẹ cho biết rằng là năm sau á, từ... Năm sau mới yên. Năm tới là sẽ phạt những cái người con mà... À, còn gọi là bắt kiếm với bệnh kiếm cha này, bệnh chết quá lực. Cái đó thì quá lực. Quá lực thì cái đó ông Địa Tạng, ông Địa Tạng ông chịu ống, ông vua Địa Tạng rồi. Ông Dương Địa Tạng thì đó ông đem xuống, ông thử ruộng tóc. Là năm tới đây gây lắm, ông Dương Địa Tạng đó. Ông Dương Địa Tạng nè, ông Dương Thần Nông nè, ông bà Tây Dương Mẫu nè. Nhà Dương đó. Năm tới người ta trúc đó, gây lắm. Nửa năm tới đó ông Tấp. Bởi tôi nói nhà Dương năm tới ghê lắm. Cái nhà Dương bà Tây Dương Hến Mẫu, quần Mẫu Hoàng là hai ngàn. Mà bà này là nghe, nếu mà nói năm tới là bà Tây Dương. Ừ. Bà bên Tây Dương hả? Ừ, Tây Dương Hến Mẫu. Tây Dương hay Tây Cung? Tây Dương Hến Mẫu là bà Tây Cung, Tây Dương Cung Mẫu, Tây Dương Hến Mẫu nữa nha. Ừ, hai bà mới khác nhau. Ừ, hai dẫn chứ không có cái gì một đâu. Mà bên Thánh tao mới xử. Chị và hiện giờ em đang làm bên trong bên tay là tích như bậc cha bên mẹ, năm cả hai bên hết trơn, là tại vì á, tại vì bà này nè, cái ổ tay bên đây nghe nè, nhưng mà nó mới có cái cũng như cái cây gì người ta đem lợn người ta quậy chứ chưa có nghe gót. Cây mà quậy lỗ tay ồ cũng kiểu như mà mình nghe cái tiếng như người ta bắn đá, người ta làm gì mới đâu xa nó nổ lớn cái giật mình vậy đó. Mình cũng như thường ta nói lấy cái thường thường mình nói gỗ đầu á, thường mình nói gỗ đầu nước nó nhỉ lỗ tai bị nhất đó không đó. Thường thường bác cũng nói bác. Mà các bạn này khai không có được. Khai không có được biết sao khai. Chết. Làm như mắt mà mình ai mà cái chuốt mắt. Chứ ngủ gì? Yeah. Nắm mắt bả xuống vậy. Tôi nói một tấm. Cũng như mà ai mà nắm mắt bả xuống vậy. Chứ ngủ gì? Mà ai nói đâu nghe sợ chân. Vậy hả? Ừ, không đâu. Vậy là ngủ nghe.
mà ai là mà đi đông ai nói gì mà nhắm vậy chứ ai nói đâu đằng sau nghe sạch á. Tốt luôn tốt gì cái cho bạn nói. Chở dù đi mà chưa khó là làm kim ạ. Kim quá. Nói bà này, bà nói chắc nói bà này khùng chuột, không biết khùng chuột là cái gì. Ê, chúng lại nói bà khùng chuột. Nói khùng chuột nữa đi kiếm khùng chuột không có. Nó kiếm khó lắm á, kiếm người khùng chuột khó lắm á nghe. Chúng lại nói bà khùng chuột. Thì không sâu động nói bà khùng chuột. Nói bà khùng chuột tôi nghe đây rồi. Gì? Hai người, một người mặt ngâm, người mặt xương nghe lại nói bả khùng chuột. Ở đây nó nửa kiếm chuột ấy. Tại vì chưa lộ phải không? Cũng như các căn cơ sau này có người chỉ dẫn được cái nó sáng lên tự bừng sáng, cũng như cái vật gì cũng như nó đừng bị đẩy không đó. Cũng như thường cái tiếng của nhà Phật nói á, cái này mình không dám nói nghe, tôi không dám, tôi còn nhỏ nghe. Ta thường thường ta nói cái tiếng nhà Phật á, nói á, Đức Phật thì nói khai thị, thường thường Đức Phật ta nói khai thị mới có ánh sáng. Còn bên máu cũng ưa khai thị, mà ai mới được quyền khai thị cái chuyện này? Chứ tôi cũng không dám. Là ai là người dám khai thị chuyện này vậy Nhi? Cái ông gặp cái ông mà bữa đó mà ông bận nguyên bộ đồ bộ bát trắng, ông mà ông nhâu nhâu. Gì hả? Là đó ông nào nói được? Cái bữa mà ông gặp ông quẩn thẻ đồ bữa ông có đi ông gặp rồi. Thế mà bài hả? Không, cái ông mà ông xuống kỳ đó mình đi lỡ nửa đêm nữa hôm. Ông đó có cái bốn chữ Phật tổ, ông mới khai thị được. Thế giờ ai dám khai thị chuyện này? Cái ông trắng đó chị, ông trắng khai thị mới được. Mà không có khai thị ở dưới này. Đã tôi nói bữa hổm tôi nói với ông này, tôi nói có giận mà con xà dữ rồi. Dạ yeah. Hắc xà hả gì? Hắc xà hả bạch xà? Con đang ngủ dưới luôn hắc xà. Nó dữ trên núi á. Mà cái chỗ này không, ta không có cho lấy, dữ lại nó khạc thấy mặt luôn, dữ nó khạc á. Bởi bây giờ nói xong mà vụ mà có độc đó không, cái cây mà có độc đó. Bởi bây giờ khiến cho mấy ông thuốc nam này nói cây có độc đó. Mà bây giờ ở đây hết ráo rồi. Mà cái chỗ của cái chỗ giữ để cho bà này mần phận sự còn. Có bốn củ. Còn có bốn củ. Cái gì? Hết trời. Bất kính là cái người mà đi tìm đúng không đó, chứ không phải cái vật này không có độc, nhưng mà cái người đi tìm á, đi tìm như là bất kính là những cái vật này là để mình bán trao đổi cho người bệnh phải không? Là bất kính cái chuyện đó là gì? Bởi con trai người ta lấy cái vật này là để cho người ta làm phước, cứu nhân làm phước thôi. Con hát xà này kia nó khạc độc chống. Bà chủ đó, cây chủ đó, dụ khó khốn đó đó. Bà cho hay đó. Là chắc gì đó ha? Nó khạc độc chống đó, bởi vì đó, mà tôi nói con hát xà lúc nào nó cũng có độc hết trơn á. Con hát xà đen nó như con rắn lục đu đỏ vậy đó đó. Nó nhỏ. Cũng như người ta tu rồi, ác là đem đi ăn tiền đúng không đó, đem đi ăn tiền đó mới khạc độc đó. Bây giờ bán luôn rồi đó mới khạc đó. Khi người uống thuốc này khi đi bệnh viện, mấy anh làm cho đúng nha, mấy anh ăn ở cái phòng đồ trên cái bảo mấy anh đi đúng đi, tao mày á mấy anh ngon lắm. Ừ, ký luôn các con xà này ghê lắm đâu, tôi gặp rồi, nó
mà cái con xà đen này nó không có ấy nha, cái con xà đỏ này ghê nữa cơ, xà đỏ ghê nữa người ta, xà đỏ cũng giận dữ lắm rồi. Xà đỏ làm xà nào nữa ta? Ừ, xà đen, xà đỏ nha. Thường thường có ông tà đỏ không à? Ừ, có ông xà đỏ nữa. Ông đen khắc cây độc quá trời. Bộ chị. Gì hả? Cái ông lỡ chặt cái đám chỗ ấy rồi, chỗ có cái bà già đó, cái bà già mà đắp pháp chặt cái đám đó đúng không? Có một xà đen chỗ cái bà già đắp pháp, bà hà tổ bông, có bà già đó chặt giáo hết rồi. Ở dưới xóm loạn. Ừ. Cái này biết ông nhất giống ai ở xóm dưới không? Xóm Bến Tre không? À. Giống ông Lương Y Lợi Quốc. Yeah. Xóm bắt bỏ tù, bỏ tổ ông vậy. Tổ ông từ vừa đi ở chỗ ông chạy lợi á. Ba ông dưới, xóm dưới. Hai ba ông xóm dưới nói chuột không? Cái ông mà ông Kỳ ông quay lên đó cũng ở thành phố á, cửa biển thành phố á. À. Cái biển du lịch thành phố á. Cũng là nhạc đó, cũng tài lắm á. Rồi cậu Thắng ông còn trẻ. Ông Thắng ông chừng 30 mấy tuổi rồi, ông còn trẻ, cũng nói ông chuột. Ông tới ngày ông ca ngâm không biết, ông ca ngâm ở dưới. Cậu Thắng đó, ông không có mạnh gì, ông cũng có mở cái kênh YouTube, ông cũng bán nhăn rồi, ông bằng trong nhà vậy đó. Đó, âm ở dưới thành phố, đã có cái gì. Chị nói là cái ông hắc xạ là báo cho chị hay gì chị? Ê lắm này, ông hắc xạ sao biết rồi. Biết cái chỗ đám nào nữa, tôi biết cái chỗ cái đám nào luôn nữa. Giặt xéo. Giặt xéo. Bị thương à? Giặt xéo không đó. Cái cũ đó nó lớn, nó phải lớn, nó không có ngay mà nó gì nè. Ai vậy? Ổng quấn lên. Ổng quấn lên chứ không phải khi không ta cố tình. Ổng quấn lên thì đó, ổng nhắc người ta. Nhắc nữa. Nhắc không có cho lấy mà cố tình lấy cái cây đó đi. Cầm cái dân tộc này nè, cũng rượt nó rồi, thì đó rượt nó. Lớn lên. Thôi biết rồi. Còn mà cái ông hắc xạ mà ông hắc xạ núi cấm này không sao nha, bên cổ Bạc Hà núi này đồ không sao nha, mà còn cái ông hắc xạ mà bà này bà nói, bà chưa có nghe cái ông hắc xạ bà đậu ôm đâu. Thấu ở trên trời á. Bà đồ ôm lớn lắm á. Ừ, ông hắc xạ bên núi bà đồ ôm á, ghê lắm, biết rồi. Hồi đó cái ông hắc xạ đó là có một cái ông này, ổng có bốn mũi tên xong mà ổng không có diệt ông Tấp, ổng diệt con trắng mất rồi. Mà diệt lộn mà còn vượt tới nhà bố quán ổng nữa mà. Vượt tới nhà bố quán ổng, nói là cho ổng lụm bãi từ đường, cắn ổng. Người đó vượt tới nhà ổng mà cắn ổng mà nói để cho, mà mai cắn ổng không có được. Sau có cái ông Tùng Đanh tự nhiên ổng ở đâu trời nào ổng đi lợn. Tự nhiên ổng không biết cái ông đó là ai ở đâu luôn, tự nhiên chạy lợn. Ổng chạy lợn thì ổng nói để đây cho ổng xử. Sau ổng xử cái kỳ đó mất tiêu đó. Mất tiêu cái sao mà ổng về ngoài kia tự nhiên cái búi tóc đanh của ổng nó gụm xuống. Xử hết xạ lợn phá mấy cái ông đằng kia. Cái rồi cái sao về tự nhiên búi tóc đanh ổng gụm xuống, cái ổng để trên cúng luôn. Ổng nói hết rồi. Ổng đem tự nhiên chạy lợi. Như là hết làm việc được ha. Tự nhiên nó hết. Còn bạn. Nói chung là ông cũng nằm trong cái thế giới con cha con mẹ đó. Mà ông làm cho đúng đi. Ông nè, ông cũng làm hết lắm nghe. Không sao nhưng mà từ đầu nhưng mà sửa lại được. Mẹ nói sửa lại được. Sao là mẹ vẫn cứu. Thì bà Năm Hải gì đó, đồ bà cũng... Ngày hôm nay đừng gì đồng bà đồng bà trắng mà làm sai là sao rồi. Thì bà Năm Hải lúc nào bà cũng có cứu hết con cháu bà Năm Hải. Mẹ Năm Hải, mẹ Đông Hải. Bà sẽ gặp chết. Rồi khi nào chị lên tìm Như? À, đã biết rồi. Để Nguyên. Để Trần Nguyên ơi. Để từ từ. Để Trần Nguyên. Rồi. Nào, ông trắng ông đen, ông rồi. Rồi. Ừ, rồi, bay gì luôn nghe chứ. Bye bye.
Rồi có nhiêu đó đó. Để về nhà thử ông cho số hỏi tôi đi các bạn. Rồi bây giờ bà cho số hỏi tôi đi. Để nữa có đưa cậu máy không có đây, máy xài không có được, máy đem không có đem đi. Máy có đem đi rồi, không quên số luôn rồi. Rồi rồi. Rồi rồi vậy đi chị ơi. Chị tắt đi. Rồi. Không nói cho mà nghe đâu. Để tối nhắn đây nói bà nghe. Để tối đi điện thoại nói Nhi nói chuyện sao. Bữa nay đi rồi nói chuyện ngay. Bữa nay đi làm công chuyện riêng. Vậy tắt đi rồi nữa tối đi nói chuyện với Nhi sao chứ. Cắt đi, bạn nghe biết rồi. Rồi, nghe chưa nữa, chưa nữa lên YouTube đó nghe. Rồi, rồi. Bà ta đừng mặn gì. Để nguyên gì luôn. Để em, ta đừng mặn gì á.